Cái thằng hôi như cú, xấu như quỷ, còn dám chê mình nữa. Ít nhất là 5 ngày hôm nay mới tắm đó. Sao nãy không tắm trước đi? Bốc mùi khó chịu muốn chết. Trời ơi, hồi nãy tắm thì còn đâu cảm xúc nữa. Chừng nào anh mới đưa tiền cho em mua xe tay ga đây? Mình hợp đồng miệng với nhau rồi. Mà cái cơ ngơi của em thế này á, sao suốt ngày em cứ kêu la túng thiếu hoài vậy? Nhà mướn đó ông nội, thấy như vậy chứ không phải như vậy đâu. Phải chi anh ra tay cứu vớt đời em? Anh cũng đã hứa tặng em chiếc xe tay ga rồi mà, còn muốn gì nữa? Cứu vớt cái gì mà cứu vớt, chứ không phải em đang sống với bà Hoàng sao? Anh tắm kỹ chưa vậy? Nhiệm vụ của em tối nay á là bắt được hồn thằng hai xì dách cho anh. Hai xì dách có trẻ? Nói chung là gặp đi thì biết, nhưng mà về nhan sắc thì không bằng anh đâu, nhưng mà cũng ráng chịu nha. Quan trọng á là em thích trai trẻ mà. Không giỡn, đó là chuyện làm ăn nha, không nói là thích hay không thích ở đây nha. Nhưng mà anh giới thiệu chút về hai xì dách đi, có sợp không? Sợp hay không là do tài năng của em kìa. Đây là một nhân vật rất quan trọng mà anh muốn thu phục. Nhược điểm của hắn ta hả? Thích nhạc sạn với miêu nữ nóng bỏng như kiểu em nè. Đương nhiên là em làm được rồi. Nhưng mà em vẫn thích trai trẻ hả? Đã nói là không giỡn rồi mà. Tối nay mà em thật lất là chết với anh đó. Không có giỡn đâu. Thế sao anh hai, được không? Chỗ con quý ở đây đó hả? Hoành tráng ghê ha. Nó đi xì ba rồi, anh hai chịu khó ngồi chơi thêm đi. Sao mày có chùm chìa khóa của nhà nó vậy? Bộ hai đứa tụi bay già nhân ngãi mà non vợ chồng đúng không? Anh hai đang nghe như Tào Tháo vậy đó. Em là đàn anh của mấy đứa nó mà. Tao thấy mày với nó làm sao sao. Thực ra tụi bay là như thế nào? Anh hai nghe qua em rồi, em với nó không có gì hết á. Em với nó mà có gì á, làm sao em dám giới thiệu cho anh hai? Chơi bời thì vô vũ trường mà chơi, ai mà dắt gái về nhà? Còn muốn từ A tới Z á thì vô khách sạn đi. Mày là thằng có trái tim sỏi đá mà, đâu có biết yêu thì lấy cái mẹ gì mà ghen. Hey, thấy cái cơ ngơi của nó như vậy á, chứng tỏ con quỷ biển này cũng có số má ở vũ trường đây. Lô, tao nghe. Hả? Ok rồi hả? Được rồi, bây giờ mày biến nghe đi. Tao đưa con quý về. Thằng hai á, nó đang ở nhà. Cầm giùm anh coi. Bây giờ em về, rồi anh dựng ngay trước cổng, em đi vào. Kẻo nó nghi ngờ, thằng này nó ghê gớm lắm. Hết. Anh yên tâm đi, mồi chài là nghề của em mà. Ai mà cứng cứng vô tay em mềm hết trơn. Nhưng mà có ghen không đó? Ghen tuôn chứ gì, cái này là công việc, cấm có yêu. Tiền không đó nha. Mẹ nó, cái thằng hôi như cú, xấu như quỷ, còn dám chê mình nữa. Ít nhất là 5 ngày hôm nay mới tắm đó. Sao nãy không tắm trước đi? Bốc mùi khó chịu muốn chết. Trời ơi, hồi nãy tắm thì còn đâu cảm xúc nữa. Mà nè, em chỉ chỗ cho anh, sao anh kiếm hoài không thấy? Thì em có nói xạo anh đâu. Anh chán em ghê luôn đó. Cái chuyện gì cũng làm được, mà chuyện đó là không xong là sao? Anh thôi đi nha, anh nó không có tâm lý gì hết. Mới ăn ở với người ta xong á, giờ ngồi nhắc tên gái hoài. Chừng nào anh mới đưa tiền cho em mua xe tay ga đây? Anh có gặp được người đâu mà tiền. Thì nó ở đó, chứ em có xí gạt anh đâu. Mình hợp đồng miệng với nhau rồi, lúc nào gặp người á, lúc đó có tiền. Mà cái cơ ngơi của em thế này á, sao suốt ngày em cứ kêu la túng thiếu hoài vậy? Nhà mướn đó ông nội, thấy như vậy chứ không phải như vậy đâu. Phải chi anh ra tay cứu vớt đời em? Anh cũng đã hứa tặng em chiếc xe tay ga rồi mà, còn muốn gì nữa? Cứu vớt cái gì mà cứu vớt, chứ không phải em đang sống với bà Hoàng sao? Anh tắm kỹ chưa vậy?